mới gắn vô đó các bạn. Mình lại mình lên ga cho cái đèn nó sáng lên nha. Rồi chào cả nhà nha, hôm nay mình lên mình chia sẻ cho anh cả nhà cách làm đèn mái trang nha. Hôm nay cũng có nhiều anh em kêu lên cách là làm đèn mái trang chia sẻ nha, hôm nay mình lên mình chia sẻ nha. Các cả nhà thấy thích thì làm theo nha. Mình chơi đèn để chạy chạy đêm nè. Mình chia sẻ cho mấy người mới nha, còn mấy người cũ thì xem thì bỏ qua cho mình nha. Có đèn đây mà chế đèn này cho nó sáng để dành chạy đêm nè, nó cái limo chạy 3-4 bóng thì buổi sáng cũng như nhau nha. Đây 2 bóng, đây bóng nè, 3 bóng mình gắn 4 bóng sáng cũng bình thường như cả nhà. Nó cách chế rất đơn giản, nó mua cái cục limo nè, thấy không? Đó, limo trước tiên là một limo nha, một sắt mình chế làm cái bát còn để cái cục limo như thế này nè. Đó cũng rất là đơn giản, cái mình mua cái mu ly trước khi can là mình hãng mu ly trước nha, xài cái đu sáu lá bột chế cái mu ly này nha. Còn cái mu ly máy kia lớn thì mình khỏi chế cái mu ly ở nha cái nhà. Tại cái mu ly này nó nhỏ nè, cho nên đèn không có phát đủ điện cho cái cục limo này nha. Limo phát điện rồi nè, nó phải xài cỡ cái mu ly này cỡ 2 tấc trở lên nha. Cái mu ly này đang xài 2 tấc nè. Cái nồi da này, nồi da mất xung chi 651 mình cắt mình hàn vô mấy trong, thấy không? Đó, mình hàn vô. Có cả nhà theo dõi hồi mình bắt cho cả nhà xem luôn nha, nó sáng dữ lắm nha cả nhà. Rồi xong cái mình hàng mình chế cái cục limo, mình nhớ canh hai cái gảnh này, hàng canh hai cái gảnh này cho nó ngay nha, cái gảnh cái limo với cái gảnh moly nè, nó canh cho nó ngay để nó lợp, nó chạy xéo dây là nó chạy sẽ văng rồi dây ra nha. Đó, cũng rất đơn giản nè. Đây mình hàng cái bát ra, hàng cái bát chịu đây. Cái cục limo nó có con ốc thẳng như này, cái nhà hàng cái bát cho nó vừa kẻ này nè. Đó, làm cái đầu tăng đưa này, có đầu tăng đưa tại nó sức chưa gắn lại nha, bị dây đỡ nha. Có lỗ tăng đưa ở đây nè, cái lỗ tăng đưa này, tăng đưa bắt vô góc này nè. Mình kéo lên có xuống nha, mình kéo cho thẳng dây cái nè. Cái cục này nó có một dây điện nha, một dây điện rồi bóng đèn thì có mát sẵn, bóng đèn cũng cầu một dây luôn, có gì mát sẵn nó cầu sẵn như thế nè, chỉ cộng dây điện. Nó cái này là dây điện nè, điện mình cộng đôi luôn, kéo lộn tới trước này chia cho gắn hai bóng nè, cái nhà thấy không, bóng đèn mà nó cũng có một dây điện nha, nó có một dây điện vậy thôi. Đó, rồi mình nối cộng này rồi qua này hai cộng, nó cũng rất đơn giản. Nó rồi lên trên đây có bóng đèn trên này, đèn trên này nè, thấy không? Chuyện qua đây có đèn để công tắc này nè, bắt công tắc lúc sao nè. Đó, đây có một cộng nha, cộng bóng này không gắn hai bóng, giờ cái bóng kia nó đứt rồi chưa gắn lại cái nha, bóng kia ở đây nè. Mình đập xuống cho nó gội vô cái cào đất, mình đi mình chạy mình thấy được nha. Đó,
Nói trước khi cả nhà chạy đèn á, thì nẹt cho nó lên ga nha, lên ga cho nó có đèn đỏ chỗ này nè, đèn chỗ này nè, nẹt cho lớn là mình tắt công tắc bắn hết được nha, tắt công tắc mình ghi hết rồi cứ mình lên ga cho nó cháy cái đèn này nè, nó cháy cái đèn này lên là cả nhà mới bắt công tắc nữa nha, nó mới cháy nha, chứ giờ bắt công tắc trước là chạy nó không cháy nha cả nhà, nó có qua điện nó nẹt á. Bình thường cả nhà để dây điện trên đây cũng được, thì trước khi chạy lên ga mà là mình nó sáng cái này nè, sáng bóng đèn nó bắt rồi cái mình nhạo câu dây điện vô được nha, không chế công tắc thì phải kiểu đó nha, chế công tắc rồi á thì mình trước khi mình lên ga cho nó đèn sáng á, mình phải tắt công tắc nha, tắt như vậy là tắt, lên ga cho nhìn bóng đèn nặng nặng á nó sáng rồi mới bật lên nha. Đó, đây hai gắn hai tắt mới bật lên được, mới sáng nha, nó cũng rất là đơn giản. Nó cục limo này ở quê mình là mua là ở Mang Thích là cục đó là 600.000 cục này, là mua giá 600 đó, mua cái ly chế nữa, với sắt với điện dài mét điện đó, với bóng đèn xài 3 bóng 4 bóng nó mới xài như xài nha, 4 bóng cũng sáng bình thường nha, mà tại cái nội chế limo sáng cực kỳ. Đấy, hồi mình quay rồi mình gửi như cái nhà xem nha, gửi máy cho nó nổ lên cái này. Nó cũng đi gọi ra mình chế rồi mình bán trong đây luôn cả nhà. Có tiền lại buộc vậy đó. Giờ mình tháo gầm gắn vô cái mình thử cho cả nhà xem nha. Gắn vô thử cho nhà xem nha. Rồi quay máy thử cho nhà xem. Đó gắn vô đó cả nhà. Mình lại mình lên ga cho cái đèn nó sáng lên nha. Giờ sáng buổi sáng ghê cái nhà.
quá tuyệt vời nha cả nhà. Bữa nay video mình chia sẻ cả nhà tới đây thôi nha cả nhà. Cả nhà thấy hay nhớ cho mình một like, một lượt share, một lượt đăng ký nha. Nhớ bấm chuông để theo dõi các clip tới nha cả nhà. Rồi chào cả nhà.